Đã có 4 trên 9 người tử vong sau bữa trưa bất thường của gia đình Hưng Yên. Chiều ngày 29 tháng 12, trao đổi với phóng viên Infonet về vụ việc nhiều người tử vong sau khi ăn cơm trưa cùng gia đình. Ông Bùi Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động, Hưng Yên cho biết, chị Nguyễn Thị Tình, con gái ông Sản đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu. Ông Phúc thông tin thêm, chồng chị Tươi, một nạn nhân đã tử vong, PV vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Cũng theo ông Bùi Văn Phúc, chiều nay ngày 29 tháng 12, cơ quan Bộ Y tế cùng Bộ Công an vẫn đang làm việc với Công an huyện Kim Động để điều tra. Hiện chưa có kết luận nguyên nhân 4 nạn nhân tử vong. Như Infonet đã đưa, vào trưa ngày 26 tháng 12, gia đình ông Nguyễn Văn Sản ở thôn La Hạ Trung, trú xã Hùng An, huyện Kim Động có mời các con, cháu đến chơi và ăn cơm trưa gia đình. Bữa cơm trưa có 9 người, gồm vợ chồng ông Sản và gia đình của hai con gái là chị Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tình. Sau bữa trưa, cả hai gia đình con gái về nhà ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh và thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Đến tối cùng ngày, cháu NVHN 8 tuổi, con trai chị Tươi và cháu PTAB 4 tuổi, con chị Tình có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và chết tại nhà. Gia đình hai cháu bé đều từ chối giám định pháp y và tổ chức an táng cho các cháu. Sau đó, chị Tươi và chị Tình cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 12, sức khỏe của chị Tươi chuyển biến xấu và không qua khỏi. Ông Phúc thông tin thêm, trong buổi ăn trưa ngày 26 tháng 12, chồng chị Tươi không tham gia ăn cùng. Tuy nhiên, khi đưa thi thể vợ từ Hà Nội về đến trung tâm y tế huyện Kim Động thì người này bị ngất, rơi vào trong tình trạng hôn mê sâu. Thi thể chị Tươi đã được cơ quan công an tỉnh Hưng Yên và Bộ Công an tiến hành khám nghiệm pháp y. Cơ quan điều tra xác định có nhiều tình huống phức tạp nên đang trong quá trình tiến hành điều tra, làm rõ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.